Ferrari 488 của anh em mình vừa cậu ngày hôm qua. Giá trị của con này lên đến 17 tỷ nhá mọi người nhá. Thật ra là Mao Đệ nó cứ thích cưới vợ, thế nên là mình biến con Ferrari này thành con xe hoa luôn. Để nếu mà nó thích là nhích là cưới, cưới luôn. Cưới luôn. Không, ai à, ngu, cưới là ngu đấy. Cưới là đeo chiếc trong vô hình trong cổ. Thằng này nó không biết gì kệ đó. Bây giờ anh em mình sẽ dùng con Ferrari này để đi tán gái nha mọi người nhá. Đi. Đi từ trong xóm ra ngoài xóm, đi đường nữa được. Giữa đường mới có nhiều gái xinh. Đi ra giữa đường luôn, thấy xe nào chặn xe đấy luôn nha. Ôi đừng có chặn nhé. Màn ly thông 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 xoay. Đến đây này, em không ra đón anh cày Nga Sơn. Lờ, nghe lên. Mà lại cay đi nghe lên. Khả năng là... không có người yêu chạy gì hết. Sao hôm nay đường phố vắng vẻ thế nhỉ? Em... Nhưng mà anh ơi, đi nãy phải tán thử một gái đi, em mới học được kêu đấy. Điên là tao đi tán thịt con. Tí nữa gặp em nào sinh nhật tao dặn đường nó tán cho mày xem. Thế ngày trước anh tán nha, vô anh rồi tí. Tí nữa, bây giờ phải gặp cái người đúng đối tượng, hiểu không? Ok. Đúng đối tượng thì tao mới kia. À, hay là bọn to nó mới thích nhỉ? Hả? Thế tí nữa em gặp con nào to em bán không? Đây, tao phải lên, lên xe này đi chẳng hãy. Mời vào. Mọi người thấy đi con này bách hơn con xe hoa kia không? Con này đỉnh hơn. Nhưng mà không có chìa khóa. Chìa khóa. Cái này bây giờ mình lái được nhé mọi người nhá. Nhưng mà tình hình là phải có chìa khóa không? Thế thì mình cứ truyền thống quay nhỉ? Mình cứ chơi truyền thống không? Mình sẽ lại đi xe hoa. Từ lúc mình mặc bộ vest mới này chưa thấy đứa con gái nào chạy qua đây. Từ lúc mình mặc bộ vest đẹp đẹp này không thấy đứa con gái nào này. Từ lúc mặc quần này quá. Tao biết mày hát cái gì đâu. Mày hát này hơi đỉnh này. Người yêu ơi có biết mày nhớ em nhiều lắm. Ôi, tóc thầy sao hôm nay đường vắng thế nhỉ? Hôm nay không ngủ. Bà, sao hôm nay chả thấy ra được? Chả thấy đứa con gái nào đi qua đường này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
môn là mày cưới vợ không hợp đâu, từ bỏ đi. Thế là từ lúc tao mặc cái này áo mới được chưa thấy đứa con gái chạy qua đây nhỉ? Bọn nó biết anh đi ra là bọn nó nấu rồi. Đi cả. Thương bọn nó yêu em lắm. Thế cơ? Ừ. Đi à, chắc là thấy anh đẹp trai hơn mày bảo bọn nó. Đi. Trời hết rồi. Nó thấy anh rồi, nó trợ mày đái, nó hiểu ra quần, nó chạy đi gót tay quần áo. Thôi được, cố gắng. Đi. Đi. Trên đời này á có hai thứ không thể tin được, mày biết là gì không? Thứ nhất là quảng cáo, thứ hai là đàn bà. Có được, anh sẽ giúp mày cái vụ này. Thế đi. Rồi nhớ mà cảm ơn nhá. Đi. Mất lời. Ok. Sao? Cay thật đấy. Nhà mình. Cay ơi là cay. Ê xê. Cái con. Mở kho ra em. Để em đi cho nó vẽ mặt luôn. Một con này. Hai con này. Mình có gì ngoài xe đâu. Nhưng mà nó, xe ra đây nó khỏe lắm, không nhận được. Anh chờ đợi em này. Ờ, dây con. Nó mất cả người. Con này dây con nó đâu? Hai con nó bị hỏng dây con rồi. Chán ơi. Nóng lắm.
xịn, xe mới làm gì nữa? Xe này hết ra rồi, hết hạn sử dụng rồi. Anh em đi mua đấy đây. Mua gì? Mua xe Vega hay là Vega gì ấy. Xe đấy to lắm, xe như hôm ta mua cho bố ta đã. Đấy. Xe đấy to. À không, em thấy trên mạng á, bây giờ cũng đây cái mẫu bé bé như kiểu đấy xịn lắm, đẹp lắm. Đẹp. Mày cứ tưởng cái gì đẹp là ăn được là thích kiểu, là... Kiểu gì nó cũng ngon luôn. Đẹp không ngon đâu, đẹp chưa chắc đã ăn được nhưng đâu. Nhưng mà cái xe... sao không? Không thấy xe bố anh xin thế à? Em đấy à? Tiền đâu? Tiền quan á? Trọng là đầu tiên là tiền đâu? Tiền á? Tiền đâu? Thì em có tiền. Có cái cứt cứt gì? Anh ơi, khích thường em thế này, em thấy tiền em bắn ra đây tiền. Thôi, chị bảo... Đấy làm gì? Anh cứ ngồi đi đợi tiền. Cái gì? Cứ đợi 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 đợi. Con gì đấy? Đừng bảo mình giấu tiền rồi thế bạn thời nhé. Cái gì đấy? Nội chơi gì? Thì nó trong chúng em bảo
Không tốt vậy thì đừng nên chơi quá lâu. Đôi khi thân nhau ta cũng phải đề phòng. 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, 21 triệu, 22 triệu, 23 triệu, 24 triệu rồi. Thôi cái đống này không phải đến đâu. Cái đống to này tôi cho ta một tờ nhá. Không. Tôi trả công 10.000. Chẳng thế à? Ai được kiếm tiền nhanh không? Dọn đi cho 10.000 như anh dọn. Đấy đi, đi ra, đấy đi để tao dọn. Ok. Em về em chết lại, em chuẩn bị. Rồi, tao đây tao dọn nha. Ok. Rồi. Anh ra về anh thay quần áo nha. Hả? Em về anh thay quần áo trước. Thì tao thay quần áo.